Đây các chị ơi, áo màu xám đấy nhá, con này xinh lắm các chị ạ. Đây, các chị cho em con áo màu xám này. Cái chữ của nó Spari quá đẹp cho em các chị nhá. Lên cho em áo Spari kèm màu kèm xuyến thay cho em. Con này có 3 màu xám, 4 màu cho em. Áo Spari có 4 màu xám là 1, nâu cho em là 2 này, trắng cho em là 3, các chị nhắc đen cho em là 4. 4 màu tất cả cho em. Các chị nhìn cho em cái chữ ở trong là các chị nhìn em nó đính đá này. Nó đính đá rất đẹp cho em luôn, rất sang. Hàng này của nhà em không phải là hàng bình thường mà nó là hàng của 7 cộng kẹp chì các chị nhá. Hàng kẹp chì, chất của nó thì mặc bao mê luôn. Nên chị nào mà chưa có con áo này tranh thủ lấy giùm em. Em chiên khách hàng cho em áo Spari này với giá cho em là 159.000. 159.000, có màu xám là 1, màu đen là 2 được chưa? Màu nâu là 3 cho em và dạ màu trắng cho em là 4. 4 tông màu cho em các chị ơi, 4 tông màu cho em. 159.000 con này, chất của nó các chị nhìn cho em này. Rất là mềm, rất bay, chất rất là mướt cho em. Đặc biệt con áo này nhà em không bay và không xù. Trong quá trình các chị mặc cho em giặt thoải mái cho em. Nó là hàng cốt tông thun lạnh cho em nên các chị mặc lên người, mặc lên người cho em một phát là cảm nhận cho em cái độ mát của áo luôn các chị nhá. Hàng nhà em có 4 cái đinh này. Chứ bốn đinh rất đẹp cho em mà chữ Spari có đính đá các chị nhá. Nên các chị nhìn cho em cái góc nào nhìn cái áo nó cũng rất lấp lánh cho em mà sang áo giùm em. Áo Spari có 4 màu cho em, màu xám là 1, màu đen là 2 được chưa? Màu nâu cho em là 3 và màu trắng cho em là 4. Con này thì cực kỳ sang, cực kỳ chất, hàng có 4 cái đinh hai bên này, cân bằng áo cho em ở giữa Spari. Đẹp cực kỳ, hàng chữ 3D giùm em. Có đính đá ở trong nên rất là sang, 159.000. Chị lấy con này lên cho em áo chữ Spari kèm màu kèm xuyến cho em. Chị Hồng Tú ơi, áo đấy mặc trên người chị lên cho em màu ghi giùm em. Chị ơi, xinh như thế này cho em. Có 159.000 con áo, 159.000 chị yêu nhá. Này, chị Hồng Đào ok một ghi của đơn cho em thì thỏ linh của đơn cho em một đen nhá. Con này co giãn 4 chiều. Chất của nó là cốt tông thun lạnh nên mặc rồi bao mát chị yêu. Cốt tông thun lạnh này các chị mặc cho em là con này là bao mát cho em. Form đẹp dễ mặc. Form đẹp dễ mặc các chị nhá, mặc từ 40 cho em đến 60 cân thoải mái cho em luôn. Hàng siêu cấp các chị nhá, hàng siêu cấp này. Kẹp chì và gì ạ? Hàng của gì ạ? Quảng Châu. Các chị mặc áo này cho em xong các chị quên mất những cái chất hàng bình thường kia mất. Nó quá sướng cho em. 159.000 các chị ơi, lên cho em là áo Spari kèm màu đen, màu trắng và gì ạ? Màu gì ạ? Màu ghi kèm xuống này cho em. Được chưa ạ? 3 4 màu cho em rất đẹp cho em như thế này mà chỉ có 159.000 các chị nhá. Hùng Anh ok lên cho em còn một ghi đi chị yêu ơi. Hương Trần ok có ghi cho em chị yêu. Các chị gái lấy áo này lên cho em áo chị Spari kèm màu kèm xuống này cho em 159.000. Hàng siêu cấp mặc không đẹp không sướng các chị quay hoàn tiền cho các chị. Riêng con áo này chị nào mà mặc thì em khẳng định luôn em mê mệt cái chất này cho em luôn. Quần các chị lên cho em mà quần đang mặc trên người lên nha, quần Gumi Miu nhá. Gumi Miu này nhà em đang chia khách hàng cho em với giá là 145.000. Con này nhà em có 2 màu này, đen và nâu. Con này nhà em mặc rất sướng luôn. Đứng lên ngồi xuống này không hề khó chịu này. Không hề khó chịu, không trùng gối các chị nhá, không bị trùng gối. Form đẹp, chất bảo hành các chị yêu, không bay không xù không bạc màu. Được chưa? Chất bảo hành cho các chị yêu không bay không xù không bạc màu. Ai mà chưa có quần Gumi Miu của nhà em thì chốt nhanh giùm em. Có 155.000 một quần cho em các chị ơi. Chỉ có 155.000 con quần này cho em thôi. Bảo hành chất không bay không xuống bạc màu, lúc nãy nói nhầm các chị nhá. 155.000 lên cho em quần Gumi Miu màu đen hoặc màu nâu kèm xuống lại giùm em. Quần này nhà em thì form của nó chuẩn biết ghi. Các chị mặc cái quần này nhà em khẳng định luôn là form quần nó khác hoàn toàn form ở thị trường. Quần nhà em trang khách hàng nhà em trang mặc đến giờ bây giờ 3 năm 7 năm, cái quần nó còn không bay không xù không bạc màu thì các chị hiểu cho em là chất quần nó đỉnh cao như thế nào. Chị gái nào lấy quần này lên cho em là quần Gumi Miu kèm xuống lại cho em ạ. Chất vải mịn lì đanh này, được kia chữ bằng đồng cho em là các chị nhìn cho em cái gấu quần này. Co giãn này, đứng lên cả ngày, đứng lên ngồi xuống cho em như này, không bao trùng gối. Màu quần rất đẹp và rất tươi cho em các chị nhá. Rất tươi và rất đẹp cho em như này. Để tí đâu đưa đi. Lên cho em một quần Gumi Miu kèm số điện thoại xuống em. Áo lên cho em, áo Spari màu xám kèm số điện thoại cho em. Gumi Miu màu đen, màu nâu ok, thích anh lên xuống này cho em đi. Áo nhà em là bán 159.000, quần là 155k các chị yêu nhé. Áo Spari kèm màu kèm xuống cho em. Rồi ok, chị Ngọc Yến có đơn cho em, chị Hòa Trương có đơn cho em ạ. Áo là 100 bao nhiêu ạ? 159.000 một áo. Ê, Spari bằng đá đẹp chưa? Form xuất sắc cho em luôn. Đấy, chất thun lạnh cho em, mặc mát mềm cho em các chị nhá. Còn quần các chị lên cho em quần Gumi Miu giùm em. Quần em tặng khách hàng cho em với giá là 155.000 ngày hôm nay. Chị ạ, quần tặng là 155.000. Quần ở nhà em các chị gọi là mix cái gì cũng đẹp. Mix cái gì cũng đẹp. Một chiếc quần mà đứng lên ngồi xuống không trùng gối này, form đẹp, đi làm cả ngày không bắt bụi, không hề si nhê cho em một tí nào trong quá trình giặt rũ, không xù cho em được các chị ơi. Còn nên mua không ạ? Với giá thì 155.000 quần nó sướng như này cho em. Được chưa? 155.000 cho em các chị nhá. 155.000 quần này cho em không mua hơi phí. Lên cho em quần Gumi Miu kèm màu đen và màu nâu. Áo Spari màu nâu kèm xuyến thay cho em. Áo 159.000. Áo 159.000, còn quần là 155.000. Quần Gumi Miu nhà em bản cạp 10 phân này, chữ Gumi bằng gì ạ? Bằng đồng cho em. Các chị mặc cho rất là sướng, sang. Mà cái quần này nhà em chị nào mà có bụng một tí nhá, mặc cái quần này lên cam kết không có bụng đâu. Hai quần Gumi Miu ok thì Hương Giang có đơn cho em. Áo Spari màu nâu ok, Thúy Yến lên xuống này cho em đi. Áo Spari em tặng 159.000, hàng nha tất cả để hàng Quảng Châu.
quần và áo đều hàng Quảng Châu hết chị yêu nhá. Áo safari màu nâu cho chị Hà Trương của đơn cho em ạ. Quần lên cho em quần u mím miu màu đen và màu nâu kèm số điện thoại cho em. 100 bao nhiêu ạ? 155.000 một quần. Còn áo có chị lên cho em safari màu nâu kèm số điện thoại cho em. Áo bao nhiêu? Áo 159.000. Hàng Quảng Châu lại một hết. Cặp quần nhà em cao này, các chị mặc cho em không hề bị lộ bụng này, không hề bị kích đũng này. Form quần đẹp này, chất này, không bay không xù, kho giãn 4 chiều, mặc cái quần này nhà em không sướng. Các chị quay đây nói em, các chị nhá. Các chị cứ quay đây chửi em cho em. Áo nhà em có tất cả 4 màu, ghi là 1, nâu cho em là 2, đen là 3 là 4 và trắng cho em là 4. Các chị lên cho áo, em áo safari kèm màu kèm sơn cho em. Chất dày dặn đẹp chưa? Hàng này là hàng Quảng Châu nên chị mặc cho em là nó khác hoàn toàn hàng Việt Nam nhá. Nó không như hàng Việt Nam đâu. Áo safari kèm màu kèm sơn cho em là màu ghi nếu xinh này. Đẹp chưa? 159.000 cho em. Mặc những con áo này nó mới chất các chị ơi. Màu đen này. Safari màu trắng này. Các chị lấy màu nào lên cho màu đấy nhá. Màu nâu ok, Yến Hương lên số này cho em đi. Quần nâu áo nâu có đơn cho em ạ. Chị Ngọc Thảo có đơn cho em quần u mím miu nhá. Áo bra trang mặc 179k chị ơi. Áo bra trang mặc 179 nhá. Các chị lên cho em là áo gì ạ? Áo safari kèm màu kèm số này cho em. Quần u mím miu em đang tặng khách hàng cho em với giá là bao nhiêu? Quần u mím miu em đang tặng khách hàng cho em với giá là bao nhiêu? 155.000. Quần này nhà em có chị mặc ấy. Các chị mặc các chị không có một điểm gì chê. Không có một điểm để chê. Các chị bới lông tìm phiếc không có đâu. Nên là em bảo các chị rồi, ai mà nhìn thấy quần này vượt cho em có 155.000, nhưng mà thật sự luôn nó trải dài trên mọi sự sung sướng với em luôn. Các chị mặc cái quần đi làm từ sáng đến tối về không phải suy nghĩ một tí nào, vì chất nó quá đẹp. Chất nó quá đẹp đúng không chị ạ? Đây, chị nhìn dáng quần nha em, dáng bếp ghi, chị nào chân vòng kiềng, chị nào có khuyết điểm về bụng, chị nào mà chân xấu chị lấy quần này mà mặc cho em. Bản cạp to, form đẹp, hiện tại đang hot cực kỳ luôn. Em chỉ bán 155.000 thôi. Lên cho em quần u mím miu kèm màu nâu và màu đen kèm số điện thoại cho em chị nhá. 155.000. Áo safari màu đen kèm số điện thoại cho em. Form đẹp, dáng đẹp này, dáng áo này các chị này, dáng áo thả ra này. Form rất đẹp cho em luôn, thoải mái nhá. Rất đẹp. Áo chất thun lạnh cho em. Quần là u mì hàn cho em nhá. Áo là chất thun lạnh, quần u mì hàn. Áo nhà em có chữ safari bằng 3D đính đá, các chị thấy nó lấp lánh không? Đinh hai bên này, đinh hai bên tạo điểm cân xứng rất đẹp áo cho em luôn. 159.000 cho em một áo. Quần là bao nhiêu? Quần là 140 à, quần là 155. Quần là 155, áo là 159. Áo nhà em có tất cả 4 màu đen, trắng, ghi và xám các chị nhá. Áo 4 màu, đen, trắng, ghi, xám, các chị nhìn áo cho em này. Đẹp như thế này cho em. Các chị nhìn cái áo nhà em có sướng không? Như thế này các chị mua shop cho em áo phải 250-300 đúng không? Em chỉ bán được như 159.000 một áo thôi. Quần thì 155k. Chị lấy áo safari 2 màu đen trắng ok, cho chị quần đen nâu ok. Em chốt đơn thì Thảo Thắng, em chốt đơn thì Thu Thương nhé. Các chị lên cho em áo safari, thích màu nào lên cho màu đấy nhé. Này đẹp lắm chị ạ, hàng Quảng Châu hết luôn. Nhà em nhé, không bán hàng linh tinh, các chị mua hàng là đây. Các chị nhìn tem mác này, các chị nhìn kẹp chì của nhà em này, được chưa? Nhìn kẹp chì của nhà em đẹp như thế này cho em mà bao nhiêu tiền? 159.000 cho em một áo. 159.000 nhá. Áo safari màu đen cho vào quần đen ok, chị Hải Tú có đơn cho em. Liên Anh ok, quần u mím miu màu đen nhá. Các chị lên cho em quần u mím miu kèm số điện thoại giùm em. Thích quần đen lên cho em quần đen. Thích quần nâu lên cho em quần nâu, được chưa? Thích quần nâu lên cho quần nâu. Giá tiền bao nhiêu ạ? 155.000. Giá này là em đang sale cho các chị rồi đấy. Còn quần nhà em các chị mặc 10 năm không hỏng. Cái quần các chị đứng như em